còn gì vừa hơn nữa khi nó cô đơn về nó giống như là cơm bữa. Khi nó sinh ra bị mẹ nó ruồng bỏ, chưa từng một lần nếm thử mùi hương sữa. Gia cảnh thì túng thiếu, cha nó thì nghiện ngập, sống trong hoàn cảnh bị mọi người cô lập. Và nó đã khóc đã than với trời rằng nó không có một ai là có nỗi khổ bằng nó. Rồi nó bước đi trên đoạn đường nó khôn lớn, sức khỏe bệnh tình của nó ngày khó khăn hơn. Một tuổi thơ nó đã bị mọi người trêu chọc, không một ai chăm sóc vì sống trong nỗi cô đơn. Nó vẫn cứ bước đi trên con đường với khó khát có một mái ấm và tình thương. Nhưng đó chỉ là ước mơ mà nó đã mong mỏi, khi gì thật thì lại là do nó tưởng tượng. Cuộc đời sơ đẩy nó vào thế bí, nó không có con đường nào để nó bước đi. Nó thầm nghĩ con người quá ích kỷ, và rồi khuôn mặt của nó lại ướt mi. Từng ngày một nó kém ăn bởi những đồng tiền ít ỏi, nó vẫn cứ làm không lo bữa no bữa đói. Đến lúc đổ bệnh thì chỉ thấy nó hấp hối, nó khuy sống với dáng vẻ cho lúc đó rất thiệt thôi. Nó bảo rằng nó nhớ mẹ và nhớ cha, nhớ khu phố cũ và nó còn đang nhớ nhà. Nó nhớ họ hàng, nó nhớ cô dì chú bác, và nó nhớ ông, và nó cũng đang rất nhớ ba. Nó nhớ thầy cô bạn bè và lớp học, nhưng nó lại tự hỏi rằng có ai nhớ nó không. Vậy ba mẹ là gì, hai người mà nó mong muốn từ bấy lâu. Từ lúc sinh thời cho đến lúc nó chết thì hai người ấy nó cũng chẳng thấy đâu.